Amber vì Chibu là một chuyện đồng trời. Mỹ nhân Việt chính thức hội ngộ nhân vật đặc biệt. Mới đây, Chibu bất ngờ khoe ảnh hai vé xem phim. Ngay lập tức, cư dân mạng đã truy lùng danh tính người đặc biệt của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, người đã cùng Chibu xem phim lại là một cô nàng từng hoạt động trong giới showbiz. Cụ thể, người hẹn hò với nữ ca sĩ vào nửa đêm chính là Linh Jin, một người chị em thân thiết nhiều năm với Chibu. Trong đoạn story được đăng tải bởi nàng dâu Hà Môn, dễ dàng nhận thấy Chibu ăn vận khá trẻ trung đơn giản. Nữ ca sĩ cũng không trang điểm quá nhiều và lựa chọn đeo khẩu trang để có thể thoải mái tận hưởng bộ phim cùng người bạn thân thiết. Chibu Linh Jin từng là hot girl đời đầu, người quyết định trung tiến, người làm dâu Hà Muôn. Hiện tại, cuộc sống của Chibu và Linh Jin đều hoàn toàn đối lập. Sau màn trung tiến thông qua chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rải Sóng, nữ ca sĩ đã gặt hái nhiều thành công nhất định. Không chỉ tham gia đóng quảng cáo, đi show, biểu diễn, cô còn hợp tác với một số cộng sự mở một quán phở Việt tại Trung Quốc. Còn Linh Jin hậu kết hôn với Philip Nguyễn đã lựa chọn lui về ở ẩn để vun vén gia đình nhỏ, điều hành công việc kinh doanh. Sau khi xuất sắc có tên trong danh sách 11 chị đẹp được ra mắt nhóm nhạc sau chương trình Đạp Gió 2023, mùa 4 của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rải Sóng, Chibu đang hoạt động rất tích cực tại cả hai thị trường giải trí tại Việt Nam và Trung Quốc. Tối 29 tháng 10, cô chính thức có sân khấu solo riêng, tức Chibu cùng các nghệ sĩ thắng Đạp Gió ra mắt nhóm nhạc, tuy nhiên hiện tại cô được trình diễn solo trước. Tối 29 tháng 10, Chibu đã tham gia trình diễn tại sự kiện âm nhạc Asian Youth Music Festival 2023. AYMF. Được biết, Chibu là nghệ sĩ Đông Nam Á duy nhất tham gia lễ hội âm nhạc quy mô và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ năm nay. Lễ hội âm nhạc ngoài trời hoành tráng đã thu hút hơn 30.000 khán giả, gồm có hai đêm diễn vào ngày 28 và 29 tháng 10, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu đến từ nhiều quốc gia. Đêm diễn đầu tiên gồm có Zalan, Mika Hashiyumi, Maria, Tần Tiêu Hiền, Hoàng Tử Thao, Ngô Tuyên Nghi, Vương Lâm Khải. Đêm diễn thứ hai ngoài Chibu còn có Trần Lập Nông, Nghe Hồng Chi Hạ, Mika, Tiểu Lâm Vĩ Úc, Thạch Tỷ Đồng, Đơn Y Thuần. Trong đêm nhạc, Chibu thể hiện 4 ca khúc Black Hickey, Mời Anh Vào Tim Em và Đóa Hoa Hồng, China Vision. Từ hôm nay, các bài hát được nữ ca sĩ đầu tư phối lại những phiên bản mới, tiết tấu nhanh và sôi động, mang lại không khí cực nhiệt cho các khán giả tham gia. Nữ ca sĩ xuất hiện với chiếc đầm body fit tím, phối cùng bút lông tông xuyệt tông. Sau hai tiết mục mở màn, Chibu tự tin giao lưu bằng tiếng Trung với khán giả. Xin chào mọi người, tôi là Chibu, tôi đến từ Việt Nam. Chia sẻ về hành trình vừa qua là sau khi tham gia Đạp Gió 2023 tại đêm nhạc, Chibu nói bằng tiếng Trung Quốc rằng mùa hè này tôi đã đưa ra một quyết định rất quan trọng và đúng đắn trong cuộc đời của mình. Tôi rất biết ơn vì mình có thể được mọi người yêu mến và ủng hộ như vậy. Tôi yêu mọi người và tôi yêu âm nhạc. Hiện tại hashtag Chibu AYFF đạt khoảng 217.000 lượt đọc lúc 19 giờ giờ Trung Quốc trên Weibo ngay sau khi nữ ca sĩ biểu diễn. Đặc biệt khi biết tin Chibu sẽ trình diễn tại Asian Youth Music Festival năm nay, các fan Trung đã xếp hàng trước tận một ngày. Các fan cũng đầu tư cho màn cổ vũ thật hoành tráng cho Chibu bằng các bảng đèn cờ lớn gậy phát sáng mũ tiếp ứng. Mặt khác, từ sau khi cùng tham gia Đạp Gió 2023, Amber đã được thêm vào danh sách bạn thân của Chibu tại Trung Quốc. Thời gian gần đây, cả hai liên tục xuất hiện thân thiết trong các show giải trí cũng như hẹn hò đi dạo mua sắm trên phố, khiến fan được dịp đẩy thuyền. Trong hậu trường của một chương trình mới đây, ekip đã tung khoảnh khắc Amber học một từ tiếng Việt để trêu Chibu. Sau những lần nhận xét Chibu ways, Chibu kỳ lạ, Amber đã học luôn tiếng Việt câu nói này để có thể gẹo cô bạn thân thiết đến từ Việt Nam. Khoảnh khắc Amber ngập ngừng, Chibu kỳ rồi lộ biểu cảm phấn khích khi học được từ mới, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Chưa dừng lại ở đó, Amber còn chạy hết ào về phía Chibu, dọa đẩy cô bạn rồi vội chạy đi khiến Chibu không ngừng cười lớn.